tôi cá mới dưới biển lây nữa tươi đúng rồi, cứ làm nhà hàng lấy ra không có tươi. Ồ, có cái cơm á hả chị? Nó chứ ăn cái này nhiều lắm á, miếng cá này không ăn hết đâu. Không, nó cái phân nửa đó để anh quấn với bạc.